Tôi xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là một dàn các mẫu xe Honda Way GFI phiên bản 110 của năm 2024 với đầy đủ các phiên bản và màu sắc khác nhau. Mình sẽ quay cận cảnh trực tiếp và báo giá trong thời điểm cuối tháng 9 chuẩn bị bước sang tháng 10 của năm 2024 các bạn nha. Lần lượt từng mẫu xe một để các bạn có thể tham khảo. Đây là phiên bản thể thao với màu sắc xanh đậm, các bạn có thể nhìn cận cảnh. Được trang bị ngắm phanh phía trước, giảm sóc phía sau và logo được sơn màu đỏ. Còn đây là phiên bản đặc biệt với màu sắc đen nhám vàng đồng. Tuy nhiên các bạn lưu ý cho mình này, đây là phiên bản được ý lên cho nó hệ thống mâm đúc rồi các bạn nha. Còn nguyên bản nguyên zin đến từ Honda Việt Nam thì phiên bản này trang bị hệ thống vành nan hoa mà thôi. Ở đây còn hai màu sắc nữa của phiên bản thể thao là trắng đen và đỏ đen, đều được trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc. Còn phiên bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị phanh cơ vành nan hoa gồm màu sắc đỏ đen và đen bóng. Đây các bạn có thể nhìn với phiên bản nguyên zin của phiên bản đặc biệt với màu sắc đen nhám phanh đĩa vành nan hoa ở đây. Các bạn nào muốn lên mâm đúc, đại lý cũng sẽ lên các bạn hoàn toàn ok các bạn nha. Kể cả những phiên bản phanh cơ vành nan hoa muốn lên mâm đúc cũng sẽ được luôn. Hiện tại trong thời điểm này, mẫu xe Honda Way đang là một mẫu xe có doanh số bán ra khá là tốt trong thời gian vừa qua bởi rất nhiều những điểm mà đáng nói trên mẫu xe này và được khách hàng quan tâm lựa chọn rất nhiều trong thời gian gần đây các bạn nha. Ở đây thì các bạn có thể hiểu cho mình một chút này. Với mẫu xe đấy các bạn đang theo dõi trên màn hình ấy, nó đã có 3 phiên bản với rất nhiều sự tùy chọn rồi. Màu sắc cũng trang nhã đẹp, đáng để quan tâm. Kết hợp với đó ấy, trang bị trên xe cũng đầy đủ điển hình tiên tiến. Khối lượng của xe đâu đó dao động từ 97 đến 98kg mà thôi. Phiên bản phanh cơ vành nan và phanh đĩa vành nan ấy, thì mức là 97kg. Còn phanh đĩa vành đúc ấy, thì là 98kg. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội khi dán xăng ở mức là 1,56 lít trên 100km. Chỉ đứng sau dòng xe Honda Future là 1,47 lít trên 100km như các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Đây là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu số 2 tại Việt Nam chúng ta các bạn nha. Trang bị cũng đầy đủ điển hình, mặt đồng hồ thiết kế dạng analog chứa đựng đầy đủ những thông tin để người lái có thể dễ dàng quan sát này. Loại bỏ nút tắt bật đèn của xe, chìa khóa trang bị cũng là 4-1, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ, khóa yên cũng rất đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Kết hợp với đó là tổng thể thiết kế với những đường LED đa thiết kế góc cạnh vẫn thừa hưởng thiết kế từ những phiên bản tiền nhiệm cũ, đem đến cảm giác lướt gió đẹp hơn, phong cách hơn. Khối động cơ 110 phân khối nhưng cho ra công suất máy xoắn đáng để quan tâm các bạn nha, nhỉnh hơn hẳn so với những dòng xe còn lại đối thủ cùng 110 phân khối. Với công suất là 6,46 kW, mô men xoắn của nó vào khoảng tầm 8,7 Nm cho mẫu xe này. Các bạn có thể theo dõi lại một lần nữa, sau đó thì mình sẽ báo giá cụ thể với mẫu xe Rig trong thời điểm cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Đặc biệt chỉ còn vài ngày nữa thôi là kết thúc chương trình khuyến mại cho mẫu xe số phổ thông này các bạn nha. Trong thời điểm hiện tại vẫn đang áp dụng chương trình khuyến mại khi các bạn mua tất cả những mẫu xe số phổ thông từ Honda Way Alpha, Honda Blade đến Honda Way GFI. Các bạn có thể theo dõi cho mình sẽ được tặng thẻ cào trị giá 500.000 đồng. Không nhận thẻ cào trừ ngay vào giá bán của xe. Hoặc các bạn có thể nhận được 2 chiếc mũ bảo hiểm 3/4 đến từ công ty Honda Việt Nam. Những chương trình cũng rất giá trị cho thời điểm hiện tại. Phiên bản màu sắc đen nhám này cũng rất đẹp luôn, các bạn có thể nhìn cận cảnh luôn cho mình. Cùng với đó là những phiên bản thể thao. Thể thao hiện tại mức giá bán của nó đang cao nhất, dao động vào khoảng tầm là 25 triệu 900 nghìn đồng các bạn nha. Kể cả phiên bản đen nhám mà lên hệ thống mâm đúc cũng sẽ có mức giá bán tương tự. Trong khi đó rẻ nhất là phiên bản tiêu chuẩn với các màu sắc đỏ đen và phiên bản màu đen bóng ấy thì giá bán của nó rẻ nhất chỉ 22 triệu 600 thôi, đã giảm đi khá nhiều rồi. Trước đây lên tới vào khoảng tầm gần 23 triệu, nay chỉ còn 22 triệu 600 nghìn đồng. Ngược lại thì những phiên bản đặc biệt như phiên bản màu đen nhám với hệ thống phanh đĩa vành nan hoa lại nhỉnh lên 100 nghìn đồng. Cụ thể phiên bản đen nhám phanh đĩa vành nan hoa giá là 24 triệu 100 các bạn nha. Còn phanh đĩa vành đúc mình đã báo rồi, 25 triệu 900 nghìn đồng. Toàn bộ giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Về tiền đăng ký, tùy theo của các bạn ở thành phố hay ở huyện, tiền đăng ký nó sẽ khác nhau đi một chút. Đây là một mẫu xe rất đáng để quan tâm. Mình khuyên cho các bạn ấy, nếu những bạn nào mà yêu thích một dòng xe số phổ thông với hệ thống phun xăng điện tử FI thì đây là một sự lựa chọn hàng đầu. Các bạn có thể nhìn lại với tem giám năng lượng này, 1,56 lít trên 100km. Các phiên bản đều ăn bức xăng tương tự. Nó chỉ đứng sau dòng xe Future mà thôi. Future hiện tại thì cực kỳ tiết kiệm rồi, 1,47 lít. Future hiện tại nhá, công suất đen xoắn thì cũng không khác biệt quá nhiều so với dòng xe Rig đâu, bởi kim phun của nó chỉ là kim phun 110, dù khối động cơ là 125 phân khối. Các
các nút chức năng phím bấm trang bị đầy đủ. Độ hoàn thiện của nó khá là cao. Theo mình nắm bắt được đến từ một số bạn nằm trong vị trí sản xuất của công ty Honda Việt Nam ấy, thì các bạn cũng có đưa ra là đây là một mẫu xe có độ hoàn thiện khá là tốt. Nó gần như là có một số những trang bị trên xe cũng là điển hình tiên tiến rồi, tiêu chuẩn cho một dòng xe số phổ thông ở phân khúc 110 phân khối. Và với những bạn nào đang quan tâm tới những phiên bản này, những mẫu xe, những màu sắc và các cái nội dung khác nhau của mẫu xe đấy ấy, kể cả chương trình khuyến mại, các bạn có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe với địa chỉ cụ thể: số 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và gần với chợ trung tâm của thành phố. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý số điện thoại 0969188283 sẽ đánh tư vấn cụ thể về mẫu xe này các bạn nha. Ngoài chương trình khuyến mại đến từ công ty Honda Việt Nam, còn có những chương trình khuyến mại đến từ đại lý như mũ bảo hiểm, áo mưa, chai dầu máy hoặc trả góp với lãi suất ưu đãi và hấp dẫn. Trả trước mẫu xe này đâu đó vào khoảng tầm từ 7 đến 8 triệu là các bạn có thể rước xe về rồi, hoàn toàn là ok. Rồi, các giá này của mình, nếu các bạn nay chia sẻ đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.